Mến chào quý cô bác, anh chị. Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Fion Frying Pan. Hôm nay mình sẽ làm một cái món rất đơn giản, dễ làm, nhanh chóng, có thể dùng cho buổi sáng hoặc là các bữa trong ngày. Món ăn sáng tuyệt vời. Món này thật là dễ ăn mà các em nhỏ cũng yêu thích vì trong đó có khá nhiều cheese và cả xúc xích nữa. Rất đơn giản, dễ làm, thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nha. Các bạn có nghe thấy không? Khi mình cắn vào sự giòn tan bên ngoài của cái loại bánh này rất ngon miệng. Thì không biết là ở Việt Nam mình đã có cái loại bánh này không? Nó cũng giống như bánh tráng nhưng mà làm bằng bột mì. Nó có dày hơn một chút và nó không dày như là pizza nhưng mà nó rất dễ ăn. Thì mình nghĩ chắc cũng có thể tìm thấy được ở các nước. Chọn các loại xúc xích mà các em yêu thích, chẳng hạn như loại xúc xích mà không cay thì các em nhỏ có thể dùng được, nếu dành cho người lớn thì có thể cay một tí xíu thì nó sẽ ngon miệng hơn. Đó, giống như mình đang sắp xếp. Đây nó cũng giống như là một cái pizza nhỏ. Thì mình có một chút sốt cà chua để che được cái phần gói lại ở bên trên. Thì mình phải cắt một cái bánh khác nhỏ hơn, diện tích nhỏ hơn, để đậy lên và gói nó lại giống như trên hình mình đang miêu tả. Cho khá nhiều cheese thì sẽ rất ngon khi các em dùng. Những ba mẹ bận rộn trong công việc thì cũng có thể làm trước và để dành sẵn trong tủ lạnh. Sau đó chỉ có chiên lên và dùng thôi. Cũng có thể các em nhỏ phụ cùng với mẹ để chuẩn bị. Chỉ cần một ít dầu ăn và để lửa ở nhiệt độ trung bình, nướng cả hai mặt vàng đều là có thể dùng được rồi. Mời mọi người thưởng thức nha.